Giải Lân Sư Rồng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2022 đã được Sở Văn hóa Thể thao tổ chức vào tối ngày 28 tháng 4 tại nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu. Giải quy tụ 9 câu lạc bộ Lân Sư Rồng đến từ các địa phương trong tỉnh. Tham dự giải Lân Sư Rồng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2022 có những câu lạc bộ Lân Sư Rồng nổi tiếng như Sa Long Cương của thành phố Vũng Tàu, Tấn Anh Đường thành phố Bà Rịa, Tân Hòa Đường thị xã Phú Mỹ, Hùng Nghĩa Đường của huyện Long Điền. Ngoài ra, giải còn có 3 đoàn khách mời gồm Quan Nghệ, Bình Dương, Châu Đốc, An Giang và Style 2D, Lâm Đồng. Các đội đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc như Lân Lên Mai Hoa Thung, Múa Rồng, Trống Hội, Sư Tử Hí Cầu, Tứ Quý Lân Chúc Phúc. Với sự đầu tư quy mô về đạo cụ cùng sự sáng tạo, các đội Lân Sư Rồng đã mang đến cho khán giả món ăn tinh thần cực kỳ hấp dẫn, sôi động.